Xin chào các bạn. Hôm nay shop phụ kiện của cuốn xin giới thiệu với các bạn một cái bộ điều khiển IH1BB vân gỗ nhé. Cái bộ điều khiển IH1BB này thì nó là tần số 350, mã điện tử nhé. Tần số 350 mã điện tử đây. Thiết kế thì rất chắc chắn này. IH1B1 đây là cái dây thu sóng này. Còn đây là hai cái dây xanh này là cái dây tự dừng nhé. Nó chúng ta đấu vào hai cái đầu của cái thanh ray ấy, nó có hai dây nó dẫn ra đấy. Chúng ta đấu cái tự dừng này vào hai cái đầu đấy, khi mà công tắc nan đáy nó chạm ấy, thì là nó dừng, cửa nó sẽ dừng, nó chạm vật cản nó sẽ dừng. Và bên sườn này nó có một cái nút để vào tay này đấy. Nút này để vào tay này, khi chúng ta làm thêm tay đấy, đấy thì là vào tay. Và cái nút này là nút, có một nút gạt nữa để đảo chiều, khi mà chúng ta ấn cửa xuống ấy, mà nó lại lên ấy, tức là nó bị ngược chiều ấy, thì chúng ta bấm gạt vào cái nút này để nó đảo chiều cho nó đúng chiều của nó. IH1B1 mã điện tử 350, đây là hai tay của nó. Đấy, tay rất chắc chắn, vân gỗ nhé, rất chắc chắn, giá cả rất hợp lý và bảo mật cao, an toàn. IH1B1 thì bộ nó combo gồm cái dây kết nối motor này. Đấy, chúng ta về chúng ta cứ cắm vào đây, chúng ta kết nối với lại motor của nhà chúng ta. Cái này là cắm vào cái motor này, sử dụng cho cái dòng motor IH là cùng rắc. Đài Loan và IH Trung Quốc đều cùng rắc. Thế còn cái này thì chúng ta cắm vào cái một rắc là chúng ta cắm vào motor, còn một rắc chúng ta cắm vào cái âm tường. Rắc này cắm vào âm tường, rắc này cắm vào motor này. Đấy, vậy là xong. Thì tôi thử, nó có cái nãy nó bập vào đây. Đây chúng ta cắm vào motor nhé. Chúng ta về chúng ta rút cái hộp cũ ra thôi, chúng ta cắm vào cái hộp mới vào là xong. Đấy. Cắm vào thì đèn nó xanh này, và chúng ta điều khiển nó. Lên này. Dừng này. Xuống này. Khóa này, khi khóa thì chúng ta bấm nó không lên xuống được, chúng ta phải mở khóa ra này. Mở nút tròn này và bấm lên này, xuống này. Thế còn đây là hai cái dây tự dừng này. Đấy, khi mà cửa nó đang đi xuống ấy, hoặc đi lên ấy. Ví dụ cửa đang đi xuống này mà chúng cửa nó chạm vào vật cản ấy, thì cái công tắc nó đóng, nó sẽ hộp điều khiển nó ra lệnh cho motor dừng. Đấy, tự dừng đây. Thế còn hai cái dây để hai dây còi nhé, đỏ và đen và còi. Thì nếu có còi chúng ta đấu còi, mà không có thì thôi. Thì còi thì là chúng ta sẽ đấu dây đỏ và dây đỏ, dây đen và dây đen. Dây đỏ là dây dương và dây đen là dây âm. Đấy. Có còi thì chúng ta đấu còi vào. Đấy. Và khi mà giờ cửa nó chạm vật cản ấy, công tắc nó đóng thì là nó báo, còi cho báo chúng ta biết là cửa nó đang chạm vật cản. Chúng ta xuống cửa này. Đấy. Cái hai cái dây nó chạm vào là còi nó sẽ kêu. Bộ này giá cả rất hợp lý. IH1B1. Bộ này nó có ở Việt Nam rất lâu rồi và rất được ưa chuộng. Mã điện tử 350, bảo mật rất là cao. Thiết kế vật gỗ rất chắc chắn. Rất là chắc chắn.
rất là bền, bộ này rất là bền. Cảm ơn các bạn đã xem video.